Xin chào các em lớp 6 thân mến, chào mừng các em đến với kênh học tiếng Anh của cô. Và trong chương trình series tiếng Anh này, chúng ta cùng vào bài đầu tiên trong cuốn sách tiếng Anh 6 Global Success các em nhé. Unit 1, My New School, trường học mới của tôi. Chúng ta cùng đi vào phần đầu tiên là Getting Started. Bây giờ, cô sẽ cung cấp cho các em một số từ vựng trong phần này nhé. Trong phần giới thiệu từ vựng, chúng ta sẽ có 3 phần. Đầu tiên đó chính là từ mới. Phần tiếp theo chúng ta có phiên âm. Các em sẽ nhìn vào phiên âm này để đọc từ mới. Và phần thứ ba sẽ là cung cấp cho các em nghĩa của từ. Chúng ta cùng bắt đầu các em nhé. A special day. A special day. Ngày đặc biệt. Just a minute. Just a minute. Chờ một xíu. Go to the same school. Go to the same school. Đi học cùng trường. Have new subjects. Have new subjects. Có môn học mới. Put on my uniform. Put on my uniform. Mặc đồng phục. Chúng ta có cụm từ put on bằng với từ wear, có nghĩa là mặc các em nhé. Wear uniform cũng có nghĩa là mặc đồng phục. Rubber. Rubber. Cục tẩy. Pencil case. Pencil case. Hộp bút chì. School bag. School bag. Cặp sách. Calculator. Nhấn âm tiếng số 1. Calculator. Máy tính. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Gọt bút chì. Compass. 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 Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài các em nhé. Trong bài 1, các em sẽ cùng nhau nghe và đọc. A special day. Hi Vi. Chào Vi. Hi Phong. Are you ready? Chào Phong, bạn đã sẵn sàng chưa? Just a minute. Chờ mình một chút nhé. Oh, this is Zui, my new friend. Oh, đây là Duy, bạn mới của mình. Hi Duy, nice to meet you. Chào Duy, rất hân hạnh được gặp bạn. Hi Phong, I live near here and we go to the same school. Chào Phong, mình sống gần đây và chúng ta học cùng trường đấy. Good. Your school bag looks heavy. Cặp sách của bạn trông có vẻ nặng nhỉ? Yes, I have new books and we have new subjects to study. Đúng vậy. Mình có những cuốn sách mới và chúng mình sẽ có môn học mới để học đấy. And a new uniform, Duy. You look smart. Và một bộ đồng phục mới, Duy à. Bạn trông thật là thông minh. Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms. Cảm ơn Phong. Chúng ta đều trông cảm thấy rất là thông minh trong bộ đồng phục của chúng ta. Let me put on my uniform. Then we can go. À, hãy để mình mặc đồng phục, sau đó chúng mình cùng đi nhé. 2. Read the conversation again and tick true or false. Trong bài 2, các em sẽ cùng nhau đọc lại đoạn hội thoại và sau đó hãy tick vào true là đúng. T là đúng các em nhé, còn false nghĩa là sai. Câu số 1 nào. Vi, Phong and Duy go to the same school. Bạn Vi, bạn Phong và bạn Duy học cùng trường. Câu này đúng hay sai nào? Chúng ta cùng quay lại bài để xem nhé. Đây các em có thể thấy. We go to the same school. Như vậy là trong bài có câu này đúng chưa nào? Như vậy đáp án của chúng ta là true. Đúng các em nhé. Câu số 2. Yui is Phong's friend. Yui là bạn của bạn Phong. Đây các em có thể thấy bạn Vi và bạn Phong hỏi nhau. This is Yui, my new friend. Đây là Yui, bạn mới của mình. Sau đó bạn Phong mới nói là oh, Yui hả? Rất hân hạnh được gặp bạn. Như vậy đây là bạn của bạn Vi chứ không phải là bạn của Phong. Cho nên câu này sai đúng chưa nào? Câu số 3. Phong says Yui looks smart in his uniform. Bạn Phong nói rằng Duy thì trông rất là thông minh trong cái bộ đồng phục. Chúng ta cùng xem nhé.
a new uniform, Duy, you look smart. Và trong cái bộ đồng phục mới, Duy, trông bạn thật là thông minh đấy. Như vậy câu này true đúng nhé. They have new subjects to study. Họ có những cái môn học mới để học. Đúng chưa nào? Đây, các em thấy, we have new subjects to study. Và chúng ta có môn học mới để học. Câu số 5, Fongs is wearing a school uniform. Bạn Phong đang mặc bộ đồng phục của trường, đúng hay sai nào? Đây, các em thấy là bạn Phong nói nè, let me put on my uniform. Hãy để mình mặc bộ đồng phục. Như vậy là, tại thời điểm bạn ấy đang nói chuyện với các bạn thì Phong chưa mặc đồng phục. Như vậy câu này sai các em nhé. Fonts. Bài số 3, các em sẽ viết cho cô một từ trong những cái từ trong cái hộp này vào ô trống cho cô. Như vậy chúng ta có 5 từ. Go là đi. Subjects là những môn học. Has là có. Wear là mặc. Và uniform là đồng phục. Câu số 1 nào. Students là các bạn học sinh. Their uniforms on Monday. Như vậy trong câu số 1 các em để ý cho cô từ uniform là đồng phục. Các bạn học sinh thì sẽ mặc đồng phục đúng như nào? Như vậy chúng ta có từ mặc đồng phục là từ wear. Chúng ta sẽ nối cái từ wear này vào đây nhé. Câu số 2. Chúng ta có từ new friends là bạn mới. Vì bạn mới tên là Duy. Như vậy chúng ta điền vào đây là Vì có bạn mới tên là Duy. Có chúng ta từ has. Câu số 3. Do Phong, Vi and Duy. Có phải Phong, Vi và Duy blah 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 to the same school. Chúng ta có cụm từ đi học là từ go to school đúng như nào. Go to school là đi học cùng trường. Như vậy chúng ta điền từ go vào đây. Câu số 4 nào. Students always look smart in there. Các bạn học sinh thì như thế nào đó trong cái gì đó. Đây, như vậy chúng ta có cái từ đồng phục đúng như nào. Các bạn học sinh thì trông sẽ rất là cảm giác thông minh trong khi mà mặc những cái độ đồng phục của họ. Câu số 5. I like study English and history. Như vậy câu số 5 liên quan đến môn học. Chúng ta sẽ điền từ subjects vào đây nhé. Bài số 4 các em sẽ nối cho cô những cái từ tương ứng với những cái đồ dùng học tập. Sau đó hãy nghe và lặp lại. Đầu tiên chúng ta có cặp sách là school bag. Số 2, compa là compass. Và gọt bút chì là pencil sharpener. Số 4, cục tẩy là rubber. Hộp bút là pencil case. Và máy tính là calculator. Các em cùng nghe và lặp lại nhé. 1. School bag. 2. Compass. 3. Pencil sharpener. 4. Rubber. 5. Pencil case. 6. Calculator. Các em thân mến, đây là những cái đồ dùng học tập, là những từ vựng rất là quan trọng trong cái bài này, các em nhớ học thuộc cho cô nhé. Qua phần 5, các em sẽ cùng nhau nhìn cho cô những cái đồ vật xung quanh lớp, sau đó hãy viết tên của những cái đồ dùng học tập mà các em thấy trong viết vào cho cô trong cuốn vở nhé. Ví dụ như các em có thể ghi là những đồ dùng học tập như là school bag là những cặp sách nè, hoặc là pencil là bút chì, pen là bút, rubber là cục tẩy, notebook là vở, book là sách, pencil sharpener là gọt bút chì, hoặc là ruler là tẩy. Các em thân mến, như vậy là phần 1 của chúng ta Getting Started đã kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong phần tiếp theo nhé. Goodbye!